Nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3, cũng như kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 1975, 29 tháng 3 2023, các địa phương và hội đoàn thể trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Tập trung vào chủ đề năm 2023 của thành phố, năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tại một số phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội tháng 3, lồng ghép thực hiện các cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào hàng Việt Nam, chinh phục người Việt Nam. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đăng ký một địa chỉ nhân đạo, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết trong tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thanh Khê Đông là phường anh hùng đã được nhà nước công nhận, nơi diễn ra sự kiện Mẹ Nhung và 7 dũng sĩ Thanh Khê. Thì trong ngày hội tháng 3 lịch sử này, hòa chung với khí thế của toàn thành phố, thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội phường tổ chức cái ngày hội tháng 3 để nhân dân ôn lại cái truyền thống hào hùng của địa phương cũng như truyền thống của thành phố Đà Nẵng. Cái ngày hội này thì nó cũng có những cái là không khí của những cái thắng lợi của chúng ta trong mùa xuân năm 75 này, và đồng thời là cái này cũng đưa lên là tuyên truyền vận động được nhân dân đấy, là đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và là xây dựng phường Thanh Khê Đông nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung là ngày càng tốt đẹp hơn. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã có hành trình về nguồn tại khu căn cứ cách mạng huyện ủy Hòa Vang, nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa lịch sử dân tộc cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong cái bối cảnh là năm này thì tình hình dịch đã được kiểm soát và mọi cái hoạt động trở lại bình thường, thì hòa chung trong cái không khí đó thì tất cả các cấp hội cũng như là các cái tổ chức trong cái hệ thống chính trị cũng rầm rộ để mà hướng đến chào mừng các cái ngày lễ lớn ở trong cái dịp tháng 3 này. Ví dụ như trong các cấp hội thì có tổ chức nhiều cái hoạt động, ngoài cái việc dân hương dân hoa thì cũng tổ chức là đám giỗ liệt sĩ này, hay là quét dọn bàn thờ liệt sĩ này, trồng cây ở các cái di tích lịch sử. Ngoài ra thì cũng tổ chức nhiều cái hoạt động văn hóa văn nghệ ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước, cái lòng tự hào dân tộc. Các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các phong trào, sự kiện chính trị của đất nước, của thành phố và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.